Chào các bạn, ở trong video trước Hải có nói là có 3 loại gáo để trồng để lấy gỗ mà một số người gọi nó với tên là cây tỷ phú bởi vì tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì 3 loại đấy đều được sử dụng để làm thuốc. Nhưng trong tài liệu nhắc đến những loại để làm thuốc là có đến 4 loại cơ. Đấy, thì hôm nay Hải sẽ nói về cái tác dụng chữa bệnh của từng loại gáo một nhé. Ở chỗ Hải thì những loại gáo này Hải đều thấy có xuất hiện. Tuy nhiên thì nó không phải là lúc nào cũng gặp được, cho nên hôm nay Hải sẽ quay lên cây gáo này nhưng Hải sẽ chèn hình ảnh của những cây gáo khác vào. Mỗi khi mà Hải nhắc đến loại gáo nào thì Hải sẽ chèn hình ảnh của loại gáo đấy để các bạn dễ dàng hình dung về nó nhé. Trước tiên thì đến với cây gáo trắng này, cây gáo trắng là cây mà Hải đang quay đây. Nhưng Hải sẽ điểm qua một chút về các cái loại gáo rồi sau đấy Hải sẽ nói rõ ràng hơn từng loại một nhé. Bây giờ Hải sẽ điểm qua từng loại gáo một để các bạn dễ dàng hình dung nhé. Như trong tài liệu có mô tả thì cây gáo trắng này, cái lá của nó là hình bầu dục, thuôn, xoan hoặc là xoan ngược, đột nhiên cụt, hay là thon nhọn ngắn và tròn ở gốc. Còn cái cây gáo, một loại gáo mà tài liệu nói là gáo không cuống thì loại này Hải chưa rõ nhưng mà Hải vẫn cứ đọc lên để các bạn rõ nhá. Gáo không cuống thì là một loại cây gỗ lớn, lá thuôn, có khi là hình trái xoan hoặc là gần hình mắt chim, tròn ở hai đầu, có khi là gần hình tim ở gốc. Và một loại gáo nữa là gáo vàng. Gáo vàng là loại thứ ba rồi nhá. Gáo vàng thì lá hình xoan rộng, chóp tròn, gốc tròn hay là hình tim. Đấy, thì qua 3 loại gáo các bạn sẽ thấy lá nó chuyển từ hình thuôn xoan đến hình gần tim hoặc là hình tim. Và tiếp theo chính là loại gáo tròn. Thì loại này lá nó hình tim luôn các bạn nhé. Thì bây giờ Hải sẽ chèn hình ảnh của mấy loại gáo đấy vào để các bạn dễ dàng hình dung nhé. Đây chính là một số hình ảnh của những cây gáo, gáo trắng, gáo vàng và gáo tròn. Đây gáo trắng, quả của cây gáo trắng này. Còn đây nhá, đây chính là hình ảnh của cây gáo vàng này. Để phân biệt thì nhìn cái bẹ lá nó có cái lá, nó có cái lá kèm theo các bạn. Nhìn kỹ thấy cái lá kèm theo là đỏ cuống ấy, phần cuống ấy. Ở cái phần cuống, phần bẹ lá của nó có một cái lá kèm theo ấy, đầu tròn tròn ấy. Còn đây chính là hình ảnh của cây gáo tròn, gáo đỏ. Thì các bạn thấy lá nó hình tim nhá các bạn nhá. Nhìn xem lá nó không thuôn dài đâu mà lá nó hình tim. Đấy, đây chính là hình ảnh của cây gáo tròn. Và bây giờ thì Hải sẽ nói về tác dụng của từng loại gáo một. Và hình ảnh thì Hải đã chèn ở đầu video rồi. Cho nên từ những đoạn sau đi thì Hải quay về hình ảnh của cây gáo trắng này thôi. Nhưng mà Hải sẽ nói tác dụng của mấy loại gáo kia luôn các bạn nhé. Có 4 loại gáo nhé. Hải sẽ nói tác dụng từng loại một. Thứ nhất chính là gáo trắng. Theo mô tả thì nó là cây gỗ lớn cao 15 đến 20 mét, thân thẳng hình trụ, tán rộng, lá hình bầu thuôn, xoan hoặc là xoan ngược, đột nhiên cụt hay là thon nhọn ngắn và tròn ở gốc, có mũi nhọn ở đầu dài 10 đến 20 cm, rộng 5 đến 7 cm. Thực ra lá của nó có thể rộng hơn nhé, tùy vào điều kiện sinh trưởng nó, lá có thể to rộng tới 30, 40, thậm chí là 50 cm, dài tới 60, 70 cm cơ, tùy vào điều kiện sinh trưởng của nó. Loài gáo trắng là loại có tốc độ sinh trưởng và phát triển cực nhanh, nhanh nhất trong số mấy loại gáo trên. Cho nên một số người mới gọi nó là cây tỷ phú, đem về trồng, đem cây gáo trắng này về trồng rất là phổ biến và rầm rộ.
Thì không biết là sau này có trở thành tỷ phú hay không thì không biết. Hôm nay Hải sẽ nói về tác dụng chữa bệnh của nó thôi. Mùa hoa là vào tháng 7 đến tháng 9, quả là tháng 10, tháng 11. Còn cây gáo trắng này thì ở đây còn có tên gọi khác là cây, như trong tài liệu nói thì cây gáo trắng này có tên gọi khác là cà tôm phay vì, nhưng mà Hải tìm hiểu được tiếng dân tộc Tày có tên gọi khác là cây cang rào các bạn nhé. Mùa hoa thì vào tháng 7 đến tháng 9, mùa quả tháng 10 đến tháng 11, bộ phận dùng là vỏ và lá. Nó sống, nơi sống của nó là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, phân bố ở các khu vực khác như là Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam thì cây mọc ở các tỉnh như là Lào Cai, Hà Giang, Hòa Bình đến các tỉnh miền Trung. Thực ra vùng Tuyên Quang này thì cây mọc hoang khá là nhiều nhé. Cây ưa đất tốt, đất tầng dày và ẩm, tái sinh hạt mạnh, sinh trưởng nhanh, chỗ ẩm sáng dọc theo bìa rừng, ven suối. Vỏ dùng làm thuốc bổ, hạ nhiệt, làm xe. Đế hoa, hóa nạc thì dùng ăn được. Ở Yên Bái thì vỏ dùng ngâm trong nước sôi, chữa ho được xem như là bổ. Ở Tiên Yên, Quảng Ninh thì vỏ dùng để chữa sốt rét. Ở Lào Cai người ta dùng vỏ để nhuộm đen. Ở Ấn Độ thì người ta dùng vỏ để trị rắn cắn. Nước sắc lá thì dùng để súc miệng trong trường hợp bị bệnh áp tơ. Quả xe thì dùng trị ỉa chảy ở Campuchia. Nhân dân vùng Siem Reap dùng thân và vỏ để chế một loại thuốc giảm đau và làm dịu. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cây gáo trắng. Còn một loại là cây gáo không cuống này, thì loại này Hải chưa rõ, nhưng mà tài liệu nhắc đến thì Hải sẽ đọc luôn để các bạn tìm hiểu. Bốn loại gáo đấy nhá. Đây, loại thứ hai là loại gáo không cuống. Theo như mô tả, nó là cây gỗ lớn nhắn, lá thuôn hình trái xoan hay là gần hình mắt chim, tròn ở hai đầu và có khi hình tim ở gốc và dài 9 đến 25 cm, rộng 6 đến 18 cm, xanh ô liu, bạc bóng loáng, ở mặt trên sáng hơn và mờ mặt dưới, dai các cuống rất là ngắn, các cuống rất là ngắn, cho nên tên gọi của nó là gáo không cuống. Đúng là loại này thì chưa biết được. Bạn nào biết loại này thì các bạn để bình luận bên dưới nhé. Hải cũng chưa có hình ảnh của cây gáo không cuống luôn. Hải chỉ có hình ảnh của ba loại gáo trên thôi. Còn loại này Hải chưa có hình ảnh về nó, cho nên chưa thể chèn hình ảnh vào để cho các bạn xem được nhé. Để phân biệt một cách dễ dàng thì theo như tài liệu mô tả thì cây gáo, loại gáo tròn đấy, hay còn gọi là gáo đỏ ấy, thì lá nó hình tim, còn gáo vàng thì gỗ màu vàng, gáo trắng thì gỗ nó màu trắng. Còn như gáo không cuống này thì cái lá của nó cuống rất ngắn, gần như là không cuống ấy, cho nên mới gọi là gáo không cuống. Thì Hải chưa có hình ảnh của cây gáo không cuống này. Bây giờ Hải sẽ tiếp tục đọc về cây gáo không cuống này để các bạn có thể rõ hơn nhé. Bộ phận dùng thì vỏ, gỗ và rễ cây. Nơi sống thu hái thì cây của vùng Đông Dương, tức là mọc ở các nước Đông Dương và Ấn Độ. Mọc hoang ở rừng xanh từ Lâm Đồng, Đồng Nai tới Tây Ninh, An Giang. Có thể thu hái các bộ phận của cây quanh năm. Tác dụng thì gỗ có tác dụng bổ, lọc máu, nhuận tràng, vỏ thân thì bổ làm săn da, và cầm máu, rễ có tác dụng cầm máu. Tiếp theo chính là cây gáo vàng. Cây gáo vàng này thì rất là phổ biến. Cây gáo vàng ở đây mọi người còn gọi nó tên khác là cây vàng tâm. Cây gáo vàng này cũng là một cây gỗ lớn, cao đến 20 mét, cành mọc ngang, vỏ màu nâu đậm. Vỏ cây già thì màu xám trắng, gỗ vàng, đấy gỗ vàng các bạn nhé.
Như trong tài liệu cũng nói gỗ vàng thì cách phân biệt mọi người đây cũng gọi cây gáo vàng này là vàng tâm và gỗ nó vàng như gỗ mít ấy, thì trùng khớp với những gì trong tài liệu nói. Lá hình xoan rộng, chóp tròn, gốc tròn hay là hình tim. Dài từ 8 đến 25 cm, cuống tròn lõm ở trên, lá kèm tròn thì như nãy Hải chèn hình ảnh nó có cái lá kèm ở các cái bẹ lá, cuống lá. Lá kèm tròn, cụm hoa hình đầu ở trên một cuống dài, mang nhiều hoa nhỏ màu vàng hay là màu ngà, có mùi thơm. Quả mép mập to 2 đến 3 cm. Cây ra hoa là vào tháng 3, quả chín vào tháng 7. Bộ phận dùng là vỏ cây và gỗ. Nơi sống thu hái thì loài của Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Philippines và Bắc Australia. Ở nước ta thường mọc ở các trảng rừng phục hồi, chỗ ẩm mát ven suối, vùng đồng bằng tới ven nước lợ. Cũng được trồng lấy gỗ làm ghe. Ta thường bóc vỏ cây dùng tươi hoặc là phơi khô dùng dần. Có thể chẻ gỗ phơi khô để dùng. Thành phần hóa học thì vỏ chứa alkaloid. Tác dụng của nó như sau. Vỏ cây và rễ đều có vị đắng, có tác dụng bổ, hạ nhiệt. Công dụng chỉ định và phối hợp thì thường dùng làm thuốc bổ đắng, chữa sốt và sơ gan cổ trướng. Dùng từ 10 đến 15 gram sắc uống để chữa sơ gan cổ trướng thì dùng phối hợp với cỏ sữa, cỏ xước. Mỗi vị là 10 gram dùng sắc uống trong ngày. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cây gáo vàng. Đấy, cây gáo vàng có tác dụng khá là hay, dùng để chữa sơ gan cổ trướng các bạn nhé. Như một số người chia sẻ thì những cây gáo, các cái cách phân biệt của cây gáo nó khá là khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì như Hải nói theo tài liệu là một chuyện, nhưng mà cách mà mọi người ở trong vùng chỗ Hải phân biệt thì nó cũng khá là trùng khớp với trong tài liệu. Như chỗ Hải phân biệt thì cây gáo vàng, tức là cây gọi tên khác là cây vàng tâm, thì gỗ nó vàng như mít. Cách phân biệt rất là dễ dàng rồi. Còn gáo tròn thì lá nó hình tim. Còn cây gáo trắng này thì gỗ nó màu trắng. Còn một cây gáo nữa mà như trong tài liệu nói là gáo không cuống. Và tài liệu nó mô tả luôn là cái cuống nó rất là ngắn, gần như không cuống. Thì loại đấy Hải không có hình ảnh về nó. Nhưng mà để nói rõ hơn thì nó sẽ không lẫn được với ba loại gáo này. Bởi vì cái cuống nó ngắn gần như không cuống thì ba loại gáo này cuống nó đều có cuống một cách rõ ràng. Do vậy là không thể lẫn lộn với ba loại gáo này được. Đấy, như cách phân biệt ở đây của Hải, mọi người vùng Hải là như vậy và cũng khớp với trong tài liệu. Thì bây giờ Hải sẽ nói tiếp tục nói về một loại gáo cuối cùng, đó chính là cây gáo tròn hay còn gọi là gáo đỏ. Loại gáo đấy thì lá nó hình tim các bạn nhé. Trong tài liệu có nói, có mô tả thì cây gáo tròn này là cây gỗ thường có kích thước lớn, lá hình mắt chim hay là hình trái xoan, hình tim ở gốc, có đuôi nhọn, dài ở chóp, dài từ 10 đến 30 cm, rộng từ 8 đến 20 cm, màu lục sẫm và nhạt ở mặt trên, nhạt màu hơn và có lông mềm ở mặt dưới, dai, hoa màu vàng, thành đầu hình cầu, đường kính từ 18 đến 25 mm, xếp 1 đến 3 cái, có cuống, dài từ 3 đến 9 cm, quả nang dài từ 3 đến 4 mm, rộng 2 mm, ở đỉnh, hình nêm, có lông mềm, hạt từ 6 đến 8, có cánh ở hai đầu, nhọn ở gốc, chia đôi ở đỉnh. Bộ phận dùng là vỏ cây, rễ. Nơi sống thu hái, loài của Đông Dương và Ấn Độ, tức là mọc ở vùng các nước Đông Dương như Việt Nam. Là
Lào, Campuchia còn mọc ở cả Ấn Độ nữa. Mọc trong các rừng thường xanh hoặc là nửa rụng lá ở nhiều nơi, tức là những nơi mà rừng ẩm mát hoặc là những nơi mà nó có một chút khô cằn cũng mọc được. Thành phần hóa học thì vỏ cây chứa 7,27 đến 9,27% tanin, 0,09% sắc tố màu vàng và arginine. Tính vị tác dụng: vỏ hạ sốt, khử trùng, làm săn da. Công dụng chỉ định và phối hợp: ở Ấn Độ thì người ta dùng vỏ làm thuốc sát trùng các vết thương, ở Campuchia thì người ta thường dùng rễ để trị ỉa chảy lỵ. Người ta lấy một nắm to rễ của cây vào một ly nước rồi đun sôi, chỉ lấy 1/3 và chia làm 3 lần uống trong ngày. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cây gáo vàng hay còn gọi là gáo tròn. Như qua những gì tài liệu nói về bốn loại gáo trên, bốn loại nhá, các bạn cứ xem kỹ nhá. Và Hải đã chèn hình ảnh rồi nhá. Thì Hải tổng hợp lại thì thấy cái tác dụng chung của mấy loại gáo này đó chính là tác dụng chữa lỵ và làm săn da các bạn nhé. Hầu hết các loại gáo này đều có những tác dụng chung là chữa lỵ và làm săn da. Còn riêng loại gáo vàng kia thì lại có tác dụng là chữa xơ gan cổ trướng. Đấy. Thì các bạn cứ tìm hiểu về các loại gáo này và sử dụng một cách hợp lý. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cây gáo. Và như Hải đã quay hình ảnh của mấy loại gáo trên rồi. Còn về tốc độ phát triển thì loại gáo trắng là loại có tốc độ phát triển nhanh nhất và mọi người thường trồng cây gáo trắng này để lấy gỗ. Video này Hải lên làm về cây gáo này có nhiều loại gáo cho nên nó hơi dài một tí. Các bạn mà biết thêm điều gì về cây gáo này thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.